Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gatexway Việt Nam. Và ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một bộ PC có thể nói là cấu hình thì cũng tầm tầm thôi, nhưng mà nó sẽ được cái là nó mang một ngoại hình rất là đẹp. Vậy thì bộ PC này sẽ có những cái gì? Chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Ok, chắc là ở phần intro vừa rồi các bạn cũng nhìn ra bộ PC này nó sẽ mang một tông màu trắng đúng không? Tại vì những linh kiện mình để trên bàn đa phần là màu trắng hết. Vậy nên đối với bộ PC giá rẻ thì ASRock ProRes B760M sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì con mainboard này có thể nói là khá là đẹp trong những dòng bên giá rẻ. Nó được trang bị những cái ốp tản nhiệt màu trắng này, và những cái đường họa tiết trên bề mặt mainboard nó cũng được thiết kế theo màu trắng. Và con main này thì mình đã giới thiệu rất nhiều video rồi, nó là một con main giá rẻ có hiệu năng tốt trong tầm giá. Và cái điểm khác biệt duy nhất so với những con mình từng giới thiệu đó chính là con này sẽ cao cấp hơn một chút, là nó được trang bị một con cạc wifi ở đây để các bạn có thể kết nối mạng không dây tiện hơn trong những cái trường hợp mà nhà các bạn bị mất mạng hay mất điện hay làm sao đó. Và đi kèm với con mainboard này thì sẽ là một con chip tray thôi để tối ưu trong tầm giá. Đối với Techspay Việt Nam ấy, khi các bạn mua chip tray, các bạn vẫn sẽ được hưởng bảo hành công ty đầy đủ, y hệt bảo hành hạ luôn. Có nghĩa là vẫn full bảo hành 36 tháng này. Và khi mà có test ra bất kỳ lỗi gì ấy, các bạn vẫn sẽ được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1, y hệt bảo hành hãng. Thì 12400F chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Nó vẫn là một con CPU quốc dân cho những người PC giá rẻ. Đối với những tựa game eSports hay tựa game FPS, nó không hề ngán bất cứ một cái gì cả. Dẫu chăng thì load có hơi nhiều một chút, khoảng 50-60%, mình thấy nó cũng khá là ok và cho ra một cái hiệu năng rất là ổn nếu như các bạn không phải là thành phần cực kỳ try hard cần những cái FPS cho những tựa game eSports như kiểu lên đến khoảng là 450 FPS cho những cái màn có tần số quét khủng. Về phần bộ nhớ của chiếc máy tính này thì như mọi khi chúng ta sẽ có một con Lexa NM620 với dung lượng cũng cơ bản thôi là 512GB, đủ để cho bạn lưu trữ một số phần mềm làm việc cũng như là chơi game. Và tốc độ đọc ghi của con này thì tuần tự là 3000 và 3050 trên giây. Thì đây có thể nói là một con SSD khá là quốc dân để cho những người dùng phổ thông, cho những người build máy tính rẻ sử dụng. Còn về phần RAM thì chúng ta sẽ có hai thanh Trident Z RGB với tổng dung lượng là 32GB, và đây là RAM DDR4 tất nhiên rồi, nó sẽ có burst lên đến 3600. Để mà nói về cặp RAM này thì thật sự là trong 2024 nó có một mức giá khá là tốt, trong tầm giá khoảng 2 triệu mà các bạn đã sở hữu một cặp RAM 32GB này, RGB này, và đến từ một thương hiệu nổi tiếng. Về hiệu năng của Trident Z thì chắc là mình không phải giới thiệu nhiều nữa rồi, đây là một hãng quá là uy tín về sản xuất RAM. Như mình đã giới thiệu ở đầu video, đây là một bộ PC có hiệu năng tầm trung thôi, nhưng mà vẫn phải chú trọng ngoại hình theo nhu cầu của anh khách hàng. Vậy thì tản nhiệt sẽ là một thứ quyết định khá phần ngoại hình của một bộ PC. Vậy nên tản nhiệt nước sẽ lựa chọn tối ưu nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ có Deepcool LS520SE phiên bản màu trắng. Với con tản nhiệt nước này thì mình đã giới thiệu qua trong rất nhiều video rồi. Nó là một con tản vừa rẻ này, vừa đẹp này, tản nhiệt nước nữa, cho nên là nó cân 12400F khá là thừa. Nhưng mà vì quan trọng ngoại hình mà cho nên là kệ cứ lắp vào. Và trong cái mức giá của nó trong khoảng 2 triệu đồng, các bạn sẽ có một con tản nhiệt nước rất là đẹp. Nó màu trắng này, nó nhỏ gọn này, nó được trang bị RGB trông lấp lánh rất là phù hợp cho những bạn nào mà thích kiểu RGB thay đổi màu sắc các thứ, và cái hiệu năng của nó cũng rất là ổn nữa. Để mà nói thì Deepcool họ làm ra những con tản rất là chất lượng và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Gaming PC thì chắc chắn nhân vật chính sẽ luôn là card đồ họa rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một gương mặt cực kỳ quen thuộc, đó chính là RTX 4060 Asus Duo. Theo mình cảm nhận ý, thì có con Asus Duo ấy, nó khá là hot kể từ thời điểm nó mới ra mắt. Tại vì thực sự trong những cái dòng card đồ họa giá rẻ ấy, thì đây là một con VGA có ngoại hình đẹp nhất mình từng biết. Nó trông rất là vuông vức này, nó có màu trắng này, và nó rất dễ phối đối với những cái bộ PC cả đen cả trắng luôn. Vậy nên theo quan điểm của mình, những bạn nào mà muốn PC giá rẻ mà có ngoại hình đẹp thì chắc chắn Asus Duo 4060 màu trắng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đối với RTX 4060 thì các bạn sẽ không cần chi quá nhiều tiền để tìm những con tản 3 fan, tại vì GPU 4060 ấy nó không hề nóng tí nào, mắc lên được, may ra nó lên được 70 độ nếu các bạn chạy trong một cái môi trường gọi là kín này và không có airflow, nó mới lên được 70 độ thôi. Và cái ngưỡng tụt xung của nó ấy, nó phải trên cả 90 độ cơ, cho nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Đối với những bộ PC giá rẻ ấy, thì nguồn cũng đơn giản thôi, nhưng mà riêng cái bộ này thì nó chú trọng ngoại hình và cái bộ cây của nó sẽ lộ nguồn ra, cho nên là mình sẽ phải chọn kỹ một chút làm sao cho vừa rẻ và vừa đẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ có một con Seiko Step AN650W phiên bản màu trắng. Để mà nói về con này thì nó cũng như ba các con nguồn giá rẻ khác thôi, nó cũng chỉ là một con nguồn 650W thừa sức cân 12400F và 4060, và bên cạnh đấy thì như mình đã nói, nó mang một ngoại hình rất là đẹp tại vì nó có màu trắng. Về phần vỏ cây thì như mình đã giới thiệu, màu trắng này lộ cả nguồn ra. Chúng ta sẽ sử dụng một con Jonesbo D41. Với cái vỏ cây Jonesbo phiên bản D này thì trước đây mình cũng đã giới thiệu qua một video rồi, đó chính là mình sử dụng con Jonesbo D31 phiên bản có một màn hình phụ ở phía trước. Nhưng mà vừa đối với con D41 này thì sẽ không có màn hình nữa, tại vì nếu không thì giá nó sẽ bị đội lên khá là đắt đấy, nó sẽ phải thêm tầm 1 triệu nữa.
Còn cái phiên bản D41 này nó khác với 31 ở chỗ nào? Đó chính là nó sẽ cao hơn và nó dài hơn một chút, đủ để cho các bạn lắp những cái main MATX cho đến ATX. Nhưng mà cái thiết kế của nó trông nó vẫn giữ nguyên như thế, vẫn lùn lùn này, trông rất là nhỏ gọn và trông rất là có vẻ gì đấy ITX ấy, nhưng mà thật ra nó là ATX. Rồi, và đó là toàn bộ những linh kiện mà mình đã giới thiệu của bộ PC này. Còn bây giờ ngoại hình của nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng lắp đặt và chiêm ngưỡng nhé. Và đó là toàn bộ những gì mình muốn giới thiệu về bộ PC này. Một bộ PC vừa rẻ này, vừa đẹp này, vừa mạnh này. Về phần test hiệu năng thì chắc là mình cũng không cần phải test nữa, tại vì những cái cấu hình này mình đã test quá nhiều trên kênh rồi, các bạn có thể tìm lại. Và nếu như muốn build một bộ PC như này, các bạn có thể liên hệ với TechSpace Việt Nam. Đường link thì mình sẽ để phần mô tả phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé.